quý vị khán giả, quý ban giám khảo, quý ban tổ chức cùng tất cả quý thí sinh lời chào thương yêu và trân trọng nhất. Cuộc đời ta như một chuyến tàu, hết ga này rồi ga kia nối liền, dừng chân dừng tạm một thời, bỏ lại quá khứ hướng đời tương lai. Hành trình luôn luôn tiến đến dài, vòng tròn vui tận miệt mài trong đêm. Bao cám dù sắc thiên hương trời, dâng ra từ những đoạn trường vẫn xoay trong mai chặn đường khổ đau. Một màu tươi mới, đời người sống ngắn ngủi vô thường, gặp nhau rồi lại lên đường chia tay. Sắp ra và tháng ngày gặp ai dục vọng bỏ đây thân. Cuộc đời ta như một chuyến tàu, hết ga này rồi ga kia nối liền, dừng chân dừng tạm một thời, bỏ lại quá khứ hướng đời tương lai. Hành trình luôn luôn tiến đến dài, vòng tròn vô tận miệt mài trong đêm. Bao mênh dây đắng yếu mềm, trước bao cám dù sắc thính hương trời. Xoay trước mắt chặn đường khổ đau, sóng xa và những chuyến tàu hành lên ký ức một màu thiên đường. Đời người sống ngắn ngủi vô thường, gặp nhau rồi lại lên đường chia tay. Vọng đỏ đầy thân ta, con nguyện đức quan âm trước con dừng lại vọng tâm não tình, con lại đức quan âm trước con dừng lại vọng tâm não tình. Tâm não phiền.
Vâng, và bài hát vừa rồi là một bài hát mà Ngọc Huyền đặc biệt xin với ban tổ chức được dâng tặng lên cho tất cả ban tổ chức, ban giám khảo, quý thí sinh và quý khán giả. Cuộc đời của chúng ta là mỗi một chặng đường đi qua, là một sân ga luôn biến đổi theo vô thường của cuộc sống. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến nơi đây để mà dâng lời ca tiếng hát cúng dường Pháp trong cuộc thi Tâm Ca Đạo Hiếu mùa 3 này. Và xin kính chúc tất cả quý vị lúc nào cũng được tội nguyện và như ý mọi sự thành công trong giải Tâm Ca Đạo Hiếu mùa 3 nhé. Xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Huyền rất nhiều. Kính thưa quý vị, như bài hát Sân Ga Cuộc Đời thì chúng ta cũng thấy rằng mỗi cuộc đời của chúng ta đều qua rất nhiều những chặng đường hỉ nộ ái ố khác nhau. Và đây cũng là nhạc phẩm do nhạc sĩ Hàng Châu phổ nhạc từ những lời thơ vô cùng ý nghĩa của Hòa Thượng Thích Viên Lý.